Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội. Chúng tôi hôm nay đang bán để thanh lý hàng loạt những mẫu xe MPV, mẫu xe SUV đang có mặt tại siêu thị ô tô Bica Hà Nội các bạn nhé. Mẫu xe này các bạn có thể thấy đây, đây chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2014, tư nhân một chủ từ đầu. Xe này thì đi rất là giữ gìn. Nếu anh chị em nào có điều kiện đến trực tiếp tại showroom, chúng tôi có cái giá đặc biệt. Hiện tại chúng tôi đang chào bán giá là 590 triệu đồng. Có Ford Everest và phiên bản Titanium, phiên bản 2 cầu các bạn nhé. Phiên bản 2 cầu đang hai sản xuất năm 2019 đang chào bán là 1 tỷ 150 triệu các bạn nhé. 1 tỷ 150 triệu. Rồi, anh chị em có thể đến với, nếu anh chị em nào đang quan tâm đến những mẫu xe máy dầu, đặc biệt là mẫu xe Toyota Fortuner, thì chúng tôi đang có hai con Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn, thì một con biển Hà Nội và một con biển tỉnh. Cả hai xe đều đăng ký tư nhân một chủ từ đầu và chúng tôi đang chào bán là 718 triệu đồng các bạn nhé, 718 triệu đồng. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến cái mẫu xe Innova Ventura thì chúng tôi đang có Innova Ventura và mẫu xe Innova E số sàn. Bản Ventura này sản xuất năm 2018 các bạn nhé, đang chào 758 triệu đồng. Và một con Innova, một xe Innova số sàn phiên bản E đang chào bán là 658 triệu đồng. Đây các bạn có thể thấy đây. Kia Sorento phiên bản máy dầu một cầu. Kia Sorento phiên bản máy dầu phiên bản cao cấp nhất nhá, bản cao cấp hay gọi là bản full ấy, đã có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, rồi có cân bằng điện tử đầy đủ hết các bạn nhá. Đặc biệt con này là máy dầu số tự động thì chúng tôi đang chào bán với mức giá có 685 triệu đồng thôi. Ngoài ra chúng ta có Kia Sedona. Kia Sedona phiên bản 2019 đang chào bán với giá khá rẻ 1 tỷ 068 triệu 88 triệu đồng. Anh chị em nào quan tâm thì có thể được giảm giá ngay. Nếu anh chị em nào đang quan tâm đến dòng xe Toyota Fortuner máy dầu số tự động thì chúng ta có hai cái mẫu xe máy dầu số tự động. Một cái mẫu xe là sản xuất năm 2019 và một mẫu xe sản xuất năm 2021 các bạn nhé. Đấy, 2021. Đây là phiên bản máy dầu máy xăng số tự động các bạn ạ. Máy xăng số tự động. Đấy. Xe rất đẹp các bạn nhé. Rồi, nếu anh chị em nào quan tâm cái mẫu xe giá rất là rẻ thì có Kia Sorento nhập khẩu nguyên chiếc phiên bản full. Đấy, xe này thì các bạn có thể thấy đang chào bán với mức giá chỉ hơn 500 triệu một tí thôi. Giá rất rẻ. Anh chị em nào đang quan tâm đến cái mẫu xe Toyota Fortuner thì chúng tôi có Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2017, tư nhân một chủ từ đầu, phiên bản nhập khẩu từ Indonesia nguyên chiếc. Đấy, đang chào bán với mức giá 848 triệu đồng. Có Ford Everest số sàn 2014 đang chào bán với mức giá khá rẻ 490 triệu. Có Toyota Camry phiên bản 2016 đang chào bán với giá 750 triệu đồng. Có Toyota Vios ở phiên bản sản xuất năm 2019, phiên bản ECBT đang chào bán với mức giá khá rẻ có 499 triệu thôi. Có Toyota Camry 2.0e, Camry LE thì chúng tôi đang có hai xe. Đấy, hai xe, một xe sản xuất năm 2008 SE, một xe sản xuất năm 2010 form mới. Chúng ta có Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2018. Đấy, 2018. Xe rất đẹp các bạn nhá. Rất đẹp. Rồi, chúng ta có Hyundai Accent sản xuất năm 2020 phiên bản MT. Đấy, đang chào bán với mức giá rất rẻ có 458 triệu đồng thôi. Anh chị em nào đang quan tâm đến những mẫu xe đã qua sử dụng thì có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0939063333. Đến trực tiếp tại showroom chúng tôi số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.